Mời cả nhà ăn sáng cùng ba bà cháu nha. Lô cả nhà hôm nay ăn bún riêu nè. Để ăn kẹo cà chua ơi. À, ngon hai bà cháu tôi cũng tô bún riêu cái giò heo hấp dẫn à. Về ai về có đâu không? Vòng vòng chơi chút chị. Đi mua về cho con Phương nó dở. Mày có bà bán nhà không chứ đâu gì hả? Ngon vậy ạ. Ồ, bữa nay bị ăn giam bún riêu. Bà nội thôi. Bà nội đi ăn bún riêu nè. Ờ, nhìn tôi cũng ghê của mình nè, nhìn hấp dẫn à. Ồ, em cũng ăn nè. Em cũng ăn nè. Hello. Hết rồi bà nội. Rất ngon. Đây còn nữa. Còn. Mình tụi cũng nhiều cái ngon, ngon luôn. Ồ, quá giỏi luôn. Chào con không? Đó, người đang ăn bún riêu đó. Rồi con chào. Con có ăn bún riêu không? Chị hai ăn sắp hết bún riêu luôn rồi. Đổ quá. Con cũng ăn giỏi quá. Đâu đâu quay ở đây con giỏi coi. Hết chưa? Ồ, hết chưa? Ăn giỏi quá. À. Nước này hả? Nước hoài vậy. Rồi. Thôi mẹ rồi lấy cho con chịu hả? Giờ thêm miếng nữa. Cái đây này. À, quá ngon luôn. Té nhận chứ. Dĩnh giò. Đẹp ơi, chỉ hai cặp nguyên cái giò heo luôn hậu. Ít chắc không? Chỉ hai quất nguyên cái phần giò. Bye bye cả nhà nha. Video đến đây là kết thúc nha. Nhiều ơi.